thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Trại Chông, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thông báo về diệt mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1971, và bà Lê Thị Nhàn, sinh năm 1973, thường trú tại ấp suối Ông Đình, xã Trại Chông, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS02475 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cấp tại thừa đất 125, bản đồ 40, với diện tích 516 m2, tọa lạc tại áp suối Ông Đình, xã Trà Chông, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Trà Chông, huyện Tân Biên sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu Lộc và bà Lê Thị Nhàn theo quy định của pháp luật.